Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên đán, và thời điểm này thì các hộ chăn nuôi lợn đang có xu hướng giữ đàn chờ bán dịp cận Tết, và thị trường lợn cũng đã tăng. Do vậy thì đã trong khi miền Bắc vẫn cao nhất ở mức ổn định là từ 78 đến 80 ngàn đồng một kg, thì cả hai miền Trung và Nam giá lợn hơi cũng đang hướng tới mốc 80 ngàn đồng một kg. Tuần qua, tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng 3 đến 5.000 đồng một kg tại các tỉnh thành, lên dao động trong khoảng từ 74 đến 78.000 đồng một kg. Tại Thanh Hóa đã tăng thêm 5.000 đồng một kg, lên mức 78.000 đồng một kg. Tương tự, Quảng Bình đang ở mức 75.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg so với cuối tuần trước. Nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đều tăng lên 74 đến 75.000 đồng một kg. Tại thị trường lợn hơi phía Nam, giá cũng tăng từ 2 đến 5.000 đồng một kg sau một tuần, lên trong khoảng 74 đến 76.000 đồng một kg. Bình Phước, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, giá tăng từ 4 đến 5.000 đồng một kg, lên 75 đến 76.000 đồng một kg. Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, giá cũng tăng từ 2 đến 3.000 đồng một kg. Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, hiện tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 26,1 triệu con. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến, phân phối lớn đã chuẩn bị nguồn cung thịt lợn đáp ứng nhu cầu dịp Tết sắp tới. Dự trù tăng nguồn cung lên khoảng 70% so với ngày thường, gồm các sản phẩm thịt tươi, thịt đã chế biến và thịt đông lạnh nhập khẩu. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nghiêm cấm việc chặt đào rừng tự nhiên để chơi Tết, nhưng mà không cấm người dân mua bán vận chuyển đào do người dân tự trồng trên rừng để kinh doanh. Và để thuận lợi chuyển đào về xuôi, thương lái tới vườn đặt mua đào cũng yêu cầu chủ vườn phải xin chính quyền xác nhận đào được trồng trên núi chứ không phải là đào rừng tự nhiên. Mấy ngày qua, khá nhiều người dân các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã đến Ủy ban Nhân dân xã để xin chứng thực cho vườn đào trồng của gia đình mình. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mộc Châu, toàn huyện có khoảng 267 hectare đào, trong đó chỉ có 20% diện tích cây đào trồng lấy quả, 80% còn lại là trồng để chặt cành chơi Tết. Số đào trồng lấy quả khi hết thời gian khai thác quả, người dân cũng chặt để bán dịp Tết. Những năm qua, Mộc Châu, Vân Hồ là điểm tập kết bán đào rừng nhiều nhất khu vực Tây Bắc, một phần các vựa đào từ Điện Biên, Tà Xùa chuyển về. Vài năm gần đây, người dân còn sang cả Lào để nhập đào về bán cho khách dưới xuôi. Thưa quý vị, mấy ngày nay, giá chuối khô ở Cà Mau tăng vọt do nguồn cung sản phẩm không đủ nhu cầu thị trường. Hiện tại, chuối khô sản xuất theo kiểu truyền thống có giá đến 30.000 đồng một kg. Chuối khô sản xuất bằng lò sấy lên đến 50.000 đồng một kg, tăng gấp 2 lần so với thời điểm này năm trước. Những người làm nghề ép chuối khô cho biết, nguyên nhân giá chuối khô tăng vọt là do năm 2020 tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài và mưa lớn gây ngập úng tại nhiều nơi nên nhiều diện tích trồng chuối bị thiệt hại. Người dân làm nghề ép chuối khô thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, giá chuối tươi nguyên liệu tăng hơn so với năm trước từ 2.000 cho đến 3.000 đồng một kg, lợi nhuận giảm nên nhiều hộ làm chuối sấy cũng bỏ nghề. Thưa quý vị, vụ đông năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đặt mục tiêu diện tích sản xuất đạt từ 430 đến 450.000 ha, sản lượng phấn đấu đạt 4,6 đến 4,9 triệu tấn, tổng giá trị xuất khẩu sản xuất cả vụ phấn đấu đạt khoảng từ 34.000 đến 36.000 tỷ đồng. Trong đó thì rau vụ đông là một trong những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn. Thu nhập từ rau vụ đông những năm qua thậm chí còn cao hơn các vụ sản xuất chính trong năm. Đặc biệt, tại đồng bằng sông Hồng đang hình thành sản xuất, nhiều nông hộ ở Lâm Đồng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nhà lưới, nhà giàn để trồng rau sạch. Các mô hình này thì đã góp phần cung ứng sản lượng rau cho người dân, giảm giá thành khi phải nhập từ các địa phương khác, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân ở các địa phương. Là vùng chuyên canh lúa, gần đây bà Lan lại mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau sạch trong nhà lưới. Đến nay, mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của gia đình bà Lan phát triển khá tốt và cho nguồn thu ổn định. Hiệu quả là kinh tế so với lại lúa thóc thì nói chung là nó cũng hơn. Bởi vì nó không là đào dồn đâu nhưng mà thu nhập là hàng tháng là cũng đỡ hơn là cái lúa. Từ mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của hộ bà Lan, đến nay, huyện Cát Tiên đã triển khai nhân rộng tới 3 xã là Gia Viễn, Đức Phổ và Quảng Ngãi. Theo đánh giá, sau một thời gian triển khai,
các mô hình phát triển khá tốt, khắc phục được tình trạng sâu bệnh, đặc biệt có thể duy trì trồng liên tục quanh năm, không phải phụ thuộc theo mùa vụ như trước. Qua nhà lưới đây thì có thể là bắt đầu tháng 4 tới giờ là làm suốt tới bây giờ, nhưng mà làm thấy lưới nào thì nó hiệu quả lưới nấy. Còn mà trong nhà lưới thì nó giảm hết 90% sâu, mà từ ngày tới đây là không có xuất hiện sâu. Năng suất khá cao và đặc biệt là kỳ sâu bệnh và sau đó thì kỳ ô nhiễm môi trường nó cũng giảm. Ngoài huyện Cát Tiên, hiện nay ở một số địa phương ở Lâm Đồng như Đam Rông, thành phố Bảo Lộc, nhiều nông hộ đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng năng suất, chất lượng thấp sang trồng rau trong nhà lưới, nhà kính, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Riêng thành phố Bảo Lộc, nhiều hộ dân đã xây dựng các tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ký kết bao tiêu sản phẩm với siêu thị Copmart, chợ Bảo Lộc, bếp ăn của các doanh nghiệp, trường học để ổn định đầu ra cho các sản phẩm. Cái nhu cầu của khách hàng là muốn rau sạch, nên là chúng em mới thành lập cái tổ hợp tác này, có cái sự hướng dẫn của trung tâm nông nghiệp để hướng dẫn cho các cái hộ rau họ làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, chất lượng rau thì nó đảm bảo an toàn cho bà con. Từ cái chỗ mà người dân chủ yếu sống du canh du cư đến nay cũng đã khắc phục được tập tục sản xuất để bắt đầu là có hướng phát triển hàng hóa, và đây là những cái hướng để chúng tôi đang chuyển dịch cái cơ cấu nông nghiệp, tạo một cái thu nhập cao hơn trên một diện tích đối với địa phương. Các mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới, nhà kính, chi phí đầu tư thấp, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, khả năng sinh trưởng phát triển tốt. Hơn hết là người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa đã thay đổi được tư duy, cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.